Fontanel, có thêm cốp điện và hai cửa tự động. Đây là cốp này. Cốp tích hợp vào chìa khóa smart key này. Cốp điện này, nút ấn này, xong gì anh, lấy thì mấy đâu, tì điện này, tì điện này, nút đóng này. Smart key đến gần thì cửa tự động mở ra này. Nút ấn này. Đây là nút ấn này. Đấy. Tự động này. Đóng cho anh cốp vậy ơi. Nhanh thì hay chứ. Nhanh thì dùng quen sướng. Còn ở châu Âu mà càng nhanh càng sướng, cửa ra càng nhanh càng tốt, vì ra nó không ảnh hưởng gì ai cả. Cửa tí điện chống kẹt rất là nhạy. Đây là cửa bên phụ. Cửa hoàn toàn giấu kín này. À, chúng tôi đã hoàn thành xong một bộ smart key, màn hình smart key này, màn hình này, cửa tự động hai bên này, cốp điện cho Fontanel 2020. Bộ smart key này có tính năng để nổ từ xa này. Chúng ta có thể thấy là trên cái smart key này là có 3 nút ấn. Trong đó có nút mở này, nút đóng này, nút cốp này. Nút cốp này có một cái tính năng nữa là chúng ta có thể để nổ từ xa bằng cách ấn giữ. Ấn 2 lần thì là cốp mở ra. Còn ấn giữ nút ấn thì này thì sẽ làm máy nổ.
Đây, máy đã nổ đây. Đấy. Smart key rất là tiện. Màn hình này, cam hành trình này, chúng tôi đã tích hợp cái cốp điện vào cái smart key này luôn. Chúng ta sẽ ấn 2x thì cốp sẽ mở ra. Đấy, rất là tiện, rất là chuyên nghiệp. Ấn 2 lần cốp sẽ đóng lại. Ok, các bạn quan tâm đến sản phẩm vui lòng liên hệ với Ramo Auto 3 chi nhánh trên toàn quốc. Xin cảm ơn.